chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Bà Nhung quyết ngăn chặn đám cưới loạn luân giữa Hạnh và Nam. Mời các bạn cùng xem tập 41, kế hoạch hoàn hảo. Để tổ chức đám cưới với Mỹ Hạnh, Nam đã bàn bạc chuyện này với bà Hồng Nhung. Anh mong rằng mẹ mình có thể tán thành cho mình. Đó cũng là cách tốt nhất để cho Nam có thể quên đi được Diễm Quỳnh. Với lại, Mỹ Hạnh cũng là một cô gái tốt, có gia thế. Sau này, cũng sẽ giúp cho Nam thăng tiến trong công việc. Nếu như chỉ đơn thuần như vậy, thì bà Hồng Nhung sẽ không bao giờ ngăn cản chuyện hôn nhân của Nam. Nhưng bà Hồng Nhung nghi ngờ rằng bà Ái Phương đang có một bí mật nào đó. Ngày nào mà sự thật còn chưa sáng tỏ, thì ngày đó bà Hồng Nhung vẫn không thể cho Nam đến với Mỹ Hạnh được. Vì trong thâm tâm của bà Hồng Nhung, cũng đang nghi ngờ ông Đình Hòa chính là chồng của mình. Nếu như vậy, thì Mỹ Hạnh chính là em gái cùng cha khác mẹ với Nam. Nếu như để hai người họ cưới nhau, thì chẳng khác nào là bà chấp nhận cho con trai của mình làm việc trái với luân thường đạo lý. Bà nhất quyết ngăn cấm Nam tổ chức đám cưới với Mỹ Hạnh, với lý do là gia đình của Mỹ Hạnh rất phức tạp. Bà Hồng Nhung không muốn dính dáng gì đến gia đình của bà Ái Phương hết. Nhưng để phục vụ cho việc trả thù của mình, Nam đã bất chấp sự ngăn cấm của bà Hồng Nhung. Anh ta chỉ muốn thông báo cho mẹ của mình biết, dù bà Hồng Nhung có đồng ý hay không, thì Nam vẫn sẽ làm cho bằng được. Trước sự cứng đầu của con trai, bà Hồng Nhung thật sự cảm thấy rất bối rối. Không biết phải làm sao cho đúng nữa. Bên phía công an cũng đã nghi ngờ đến bà Ái Phương. Nhưng do không có bằng chứng, nên chú Bảo chỉ có thể lấy một số thông tin từ bà Ái Phương, như từ một nạn nhân mà thôi. Chú Bảo đến thăm nhà của bà Ái Phương, để xem tình hình của bà Thạnh như thế nào. Rồi bà Ái Phương vẫn rất bình tĩnh nói rằng, gia đình vẫn đang cố gắng động viên bà Thạnh. Chú Bảo hỏi, trước khi xảy ra sự việc đau lòng với ông Hùng Cường, thì bà Thạnh có điều gì đáng nghi hay không? Bà Ái Phương lập tức khẳng định rằng, trước khi xảy ra vụ việc, bà Thạnh cũng đã nhiều lần lấy nghe điện thoại của một ai đó. Bị bà Phương phát hiện, lúc đó bà Phương mới biết là đang tìm cách tống tiền bà Thạnh. Bà Phương đã khuyên bà Thạnh nên báo công an, nhưng bà Thạnh sợ Đăng sẽ làm hại chồng mình, nên đã không chịu làm, mà âm thầm hành động riêng. Cuối cùng, thì tiền mất, mà người cũng mất luôn. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, nên bà Ái Phương cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ với bà Thạnh nữa. Với lại, bà Phương cũng thấy ông Hùng Cường không phải là một người tốt, nên đã nhiều lần ngăn cấm chuyện tình cảm với hai người đó. Chắc có lẽ là vì lý do này, nên bà Thạnh mới không chịu nói cho bà Ái Phương biết về sự việc của ông Hùng Cường. Trước sự dạng mặt của bà Ái Phương, chú Bảo cũng thấy biết bà ta không phải là một người dễ đối phó. Đối diện với một vụ án chết người như vậy, mà trong vẻ mặt của bà ta không có một chút gì là xúc động cả. Trừ khi công an có bằng chứng trong tay, nếu không thì sẽ khó có thể để bắt bà ta nhận tội. Liệu công an có phát hiện ra được âm mưu thâm độc của bà Ái Phương hay không? Tất cả sẽ có trong các diễn biến tiếp theo của bộ phim Kế hoạch hoàn hảo trên Kamita TV. Nếu thấy hay xin hãy cho kênh một like và một đăng ký để ủng hộ nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.